Benny bị dồn sát thương. Oh! Benny sẽ phải nằm trong tình huống này. Sát thương vẫn đang được nhồi và Benny vẫn đang lên đi. Những cái giám thân lực nó sẽ khiến cho Benny phải nằm xuống. Bây giờ gấu tấn công người Ninh. Oh! Và thêm một bàn hạ gục nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, quá đáng tiếc. Không sao, chúng ta tấn công thẳng vào Benny và sau đó sẽ uy hiếp vào con bùa xanh này. Benny một lần nữa lại yếu máu rồi, nhưng chúng ta hình như hơi sâu rồi. Trong khi đó thì chúng ta vẫn kiểm soát được hướng di chuyển của Nevin, nhưng cần gì bắn vào người của Win không? Chúng ta sẽ lấy được mạng của Win ở trong tình huống này. Win vẫn còn đó đã hồn, nhưng anh ta chỉ câu kèo mà thôi, sẽ phải nằm xuống làm cánh chắc rồi. ADC đang có con bài có 100% tỷ lệ chiến thắng, của chúng ta đang ép lên đường trên. Phoenix sẽ làm mục tiêu trong tình huống này. ADC đang lao vào và đây là tình huống mà gấu cũng đang cố gắng giải quyết đi những con lính. ADC băng vào bắn vào người của Nevin và tiếp tục bắn vào Nevin. Có cả Bowie ở đây, Xuân Bách của tốc lên rồi và chắc chắn chúng ta lấy được mạng của Nevin trong tình huống này rồi. Dù do đang đánh rất cao, anh ta có thể lấy được cái trụ này khi mà vẫn còn đó là chiêu cuối dành để phép nữa. ADC đang ra ở đây và dù do trực trị vào người của gấu, dần quyết định là sẽ giặt nhà trong tình huống này rồi và anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Thêm một mạng hạ gục nữa và nó dành cho gấu. Như vậy là ổn, bởi trong tình huống vừa rồi Bách không còn đường lùi. Kiểu ADC khó chịu quá, ADC thoát đi được với tình huống này. Bách quay trở lại trả sát thương và pha băng vào vừa rồi đã lấy đi cái mạng của người đi đường giữa là cả Win cũng đã nằm xuống rồi. Gấu đang chơi quá tốt, nhưng ta tốc biến tình huống này thì lại không ổn một chút nào cả. Quay lại cầu máu vào người của Nevin, nhưng chúng ta có tình huống 1-2 có lợi. Nevin là người đã phải thoát đi khi mà ADC đã tạo cái bình lượng rất bắn rất đau người của Benny. Benny nằm rồi. Rất tuyệt vời đó, vòng 3 rồi. Sát thương tuyệt vời đến từ ADC và chúng ta sẽ có con Caesar từ hôm nay. Chúng ta sẽ có tạo thần Caesar ở trong khoảnh khắc cực kỳ quan trọng này. Chúng ta sẽ phải lấy đầu tiên là toàn bộ dàn trụ đường ngoài và sau đó con Caesar thứ hai làm khoảng 2 cái trụ đường trong. Bowie lấy tầm nhìn nên ta đứng rất cao ở khu vực hai của xanh của Nevin. Duzon anh ta có đủ khỏe để chạy đi hay không đây? Không, câu trả lời là không. Bách là người có mạng của Duzon trong tình huống đó. Có mặt khu vực đường dưới này cùng với đó cả là gấu, cả Xuân Bách. Cho bây giờ Xuân Bách đang đánh rất đau rồi với những tình huống hỏa trận, rất hỏa hoạn của mình rất nữa. Giáo mắc tim trúng người của Benny. Benny lùi về với cái băng bão của anh ta thoát được trong tình huống đó. Và đây là những cú sấy nhằm giải quyết đi cơn rồng. Đó là Ellie, Ellie đang bắn cả thế giới. Tiếp tục là Ellie, nhưng lần này thì anh ta có lẽ sẽ không thể thoát được hay sao đây. Hai trụ rồi anh em ơi, về thôi. Và bây giờ đang hướng đến để kiểm soát cho tàn thần Caesar. Duzon làm gì đây? Gấu băng vào, Duzon có thể thoát đi hay không? Câu trả lời rất là không. Con ADC có mạng rồi. Quá yếu, con Bana này thực sự yếu anh em ạ. Một mạng hạ gục tiếp theo và nó đến là thời khắc rất quan trọng. Hai mạng hạ gục của Duzon nó đến từ hai tình huống mà chúng ta lấy được những mục tiêu lớn. Thực sự tuyệt vời. Cảm ơn Duzon. Và Tara với thân thể thép của mình cũng không thể thoát được khi mà những tình huống Xuân Bách anh ta khống chế quá khó chịu đi. Tara không thể về được, số máu khó chịu. Có ra bởi nhiều máu lắm. Hai chạy về chứ còn gì nữa. Ác hồn tạo ra Ellie dí lên hơi đâu. Bây giờ thì cái bất thật kỳ nó được tạo ra để cứu sống Ellie lần đầu. Và chúng ta có được Mega 3 đường trong tình huống này. ADC bị sấy hơi đau và anh ta hơi lùi một chút chậm. Ta yếu máu và phải về với bệ đá cổ. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tiếp tục lấy đi những mạng hạ gục của các thành viên bên phía của đội bóng Trung Hoa. Duzon giặt nhà rồi, chạy đi đâu bây giờ? Sẽ có thêm một mạng hạ gục nữa. Ta cũng sẽ là người tiếp theo phải nằm nếu như anh ta không nhanh. Và 3-2 cho đội tuyển Việt Nam rồi, anh Tùng ơi. 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt vời dành cho đội tuyển Việt Nam.